này nữa hả? Ủa hôm nay sao ra qua đây lại ta? Nè, lấy cái đó vô mời mọi người đi. Anh chưa ăn cơm. Lấy đâu? Được rồi. Chưa ăn cơm, anh ăn, chưa ăn cơm. Cái gì vậy, bánh mì đen hả? Đúng rồi. Đây mọi người thì đu hô tới mọi người ơi. Rồi đó, mít rót nè, này thì mít rót nè, Saramonis nè. Rồi ok nha mọi người, thì nói chung là cái phần này là đầu tiên là để đãi mấy anh YouTube, là em mới đi qua bên chỗ mà bánh mì đen ở bên Phú Nhuận đó. Còn như là đại bánh mì bóng tối đó, không? Bóng gió đi mua bánh mì bóng tối đó, để mọi đãi mọi người vui vẻ. Ok mọi người vô nha. Ủa? Hay vậy? Rồi đi em. Thôi ok, là chờ trước tiên để mời người tình của tôi trước nè. Khổ lắm đó. Cầm cái gì cho vui. Ủa mẹ hả mẹ? Dạ. Mẹ con. Dạ. Đường tiếng quá à. Con vẫn phải là người đứng sau. Yêu ảnh trong nỗi đau mẹ ơi, con không có sanh đẻ được. Con mà có hả, con tranh giành với An liền nè. Mời BB nè. Ăn đi rồi phạ cho nhiều vô. Xả. Cảm ơn nha, cảm ơn Đu Hô nha. Đẹp trai quá à. Ở đây tụi con nha. Xuất hiện hoài vậy trời. Mẹ gia đình vui vẻ đi. Đừng giao giỏi lắm kìa. Đây nè. Mẹ ơi, con mời mấy ảnh là bánh mì không, nhưng mà mẹ là có bánh mì dùng thịt ở ngoài, tại vì mẹ là người đặc biệt. Họ đưa cho mẹ ổn ổn mày ra thịt cho mẹ vui vẻ gì vậy? Đi bị đâu? Được rồi. Bánh mì thịt. Không có nó nghe nè, hỏi má. Trời đưa ơi. Cho bà đưa đó cho bà, đưa cho bồ bà. Trời ơi. Nhân giải tán đi, không ăn thì không về. Bữa nay vợ đâu rồi? Này chị hai đâu rồi? Vô sát tí đúng không? Vậy đó hả? Vô sát, vô sát ngồi nè, vô sát. Thấy đây hả? Ừ. Thôi đang làm không rồi. Ủa mà bữa này là có thêm cá khô này làm rồi. Cái này là như là khô sặc bổi nha mọi người. Quê đi không có cái này. Có cái này mà kêu lên ăn cơm ăn với xoài là ngon lắm á. Mà ăn cái này là phải có người gỡ đúng không mẹ? Mẹ về đi rồi lát đi chi con gỡ ra, con bóc ra con trộn xoài cho ăn. Cà đó mẹ cứ để đó đi, rồi ngồi con tính chuyện cà sao với mẹ. Quá. Anh mẹ đó anh hả? Dạ. Mẹ đó hả? Dạ hoài. Anh cứ vậy hoài rồi. Mọi người ơi, là nói chung là đây là lần thứ hai mình đến đây nha. Vui vẻ đó, ngồi trội xung quanh hiểu như mọi người giống như quay hoài rồi nở đúng không? Dễ thương mà. Quay mà quá hoài. Bữa mà rồi bữa mà lên clip xong á, cái mấy người đó nói là sao hả, đăng nó đen quá trời luôn. Sao giờ? Đơn giản gì gọi nó nghe nè, lột cái khẩu trang ra đi ta. Bữa nay là có thêm là gà cá khô nữa nha mọi người. Khô sặc bổi nha các bạn. Cái này là 1 ký bao nhiêu hả Đăng hả? Dạ, 1 ký 2. Ký mấy con? 1 ký phải lên đúng 10 con đó. Con nhiêu ký? 220 ký. Ký 220, ký nhiều con? Ký bao nhiêu con? 10 con. Con có nhiêu ký? 10 ký 220. Đúng rồi. Gãy đâu? Đừng gắm. Okay. Sao vậy? Sợ cái áo. Sợ áo lên nè, dễ thương. Thôi, giờ vui vẻ mẹ, vui vẻ, hiểu không? Dạ. Cái gì hết trơn, như con thấy thích gì đó. Ổn quá à. Mà làm dâu là sáng 6 giờ là con thức dậy, con nấu nước nóng rồi nào con vô cho mẹ rửa mặt, rửa tay, đồ vui vẻ. Thiệt. Mẹ yên tâm đi chứ con không có cái kiểu mà giống như là 6 giờ nấu nước nóng cho giả bộ đem vô phòng cái giả bộ té ngã hắt nước sôi vô mẹ hiểu không? Dễ thương quá à. Rồi ủa mà mẹ có mình anh Đăng thôi đó hả? Ba người. Hai người kia trai hay gái? Trai hết trơn luôn. Là mẹ đẻ ba thằng trai luôn. Trời ơi hay vậy. Mẹ nói sao? Kêu anh Út ra liền đi, kêu nút ra liền. Ôi, giống tốt ghê á, đẻ ba người ai cũng đẹp. Mấy nghe nè, nhìn Đăng á là con muốn rụng nụ rồi. Hai người kia nhìn chắc con rụng hết đồ trên người con luôn quá. Ở bữa nay bán đỡ không? Hôm nay đang bán đỡ không? Bữa nay ra nhiêu ký? Đem bao nhiêu, nướng bao nhiêu trái? Bao nhiêu ký?
80 kg luôn đó hả? Rồi xong rồi chị, nếu mà hết cái này là xong là đi về đó hả Hải Đăng hả? Rồi còn có khoảng bao nhiêu bọc vậy? Sao nay chị Hai không ra giờ, chị Hai về ăn cơm rồi hả? Vợ của Đăng đó, bé An đó. Sao nay không có ra? Không mà fan thích lắm nha, fan thích tôi đi qua đây lắm đó. Chắc vài bữa con kiếm chỗ cái bên con bán chung với mẹ chịu không? Con đem cà chua ra con nướng cạnh tranh với mẹ nha. Dạ, mẹ nói sao? Nói vậy thôi, trời thương Đăng muốn chết luôn chứ nỗi lòng nào mà ra cạnh tranh, đúng không? Chúc gần nói em buồn hết. Cái gì? Chúc gần nói em buồn hết. Sao? Chúc gần đó để em buồn hết. Nè, Chúc Ngân ở bên bển thì lo bên bển đi, đừng lo chuyện bên đây. Mạnh ai nấy lo đi, ông cà bên đó, tôi cà bên đây. Lắm trò lắm chuyện nè, ông mua hết đầy khô nè đêm nội. Bị mập. Mấy giờ ăn hỏi sao mập hoài, nghiệp cái dính vô người mập hoài vậy. Chị mới nói lo bên đó đi, cứ sáng cứ khoảng chừng mà 7 giờ đang ngủ là điện à. Bữa nay em qua cà nào, tức ghê vậy đó. Cái cà nha em chưa lo xong nữa, em qua cà nào, qua hoài. Không, có sao? Kim cưới vợ luôn bây giờ, người ta đám cưới rồi. Ai? Chúc Ngân. Nói sao? Bỏ tay, người ta đám cưới nè. Lấy ảnh hả? Nóng không mẹ? Nóng không? Thôi để con qua con phụ nha, thôi để con qua con phụ cho để yêu dễ. Ôi trời, ghế là mẹ ngồi con đi. Anh nói gì vậy? Là có người chạy ra là đó, bây giờ để coi, để con sẵn ơi, nhìn em cái là sẵn cái bài áo đây ơi. Mẹ phụ nè, mẹ ra đây mẹ ngồi nè. Mẹ ngồi ghế con đi. Một diễn thành thắm yên quê. Đây mọi người, thì Đu Hô hôm nay đến thăm Đăng nha mọi người, thăm Đăng một lần nữa nha mọi người ơi. Ủa mà bữa bên chỗ á, nhà hàng có giao canh chua cho mẹ ăn không? Con đặt canh chua với cá kho đồ này nọ đó. Nghe là thấy thèm rồi. Trời mày dễ thương quá. Mẹ chịu rồi đó. Mẹ chịu rồi đó. Không khác. Con biết rồi, mẹ yên tâm, khép con mua hết cho mẹ vui lòng. Giờ có mẹ ở đây là con vui rồi, mà thật sự đó, trời ơi, con thương mẹ quá à. Mẹ đẻ con gì mà khéo quá trời khéo, đẹp đến từng đường nét luôn á. Còn tối con giờ con ngủ con nằm mơ luôn á. Trời, fan kêu nói hả, trời em xứng với Đăng quá trời luôn. À, nhìn em với Đăng có tướng phu thê dễ sợ. Mà con đâu đẻ được. Con buồn, coi khúc đó con buồn dữ lắm. Gầu dễ sợ gầu luôn vậy đó. Mẹ chịu rồi đó Đăng, để em nướng cà cho. Thì mà như vậy á, mà thật sự là anh Đăng rất là hiếu thảo mẹ đúng không? Anh Đăng cũng thương mẹ như lắm hả? Đăng Quang Đăng là ngửi ra đây ngồi, mà chưa giống gia đình. Được rồi. Cà để em lo cho, anh đừng có lo cái cà nữa. Cái gì? Cái trái của em không có sẹp đâu, anh đừng có lo mấy cái trái cà này nữa. Để ngồi đi rồi em tính cái chuyện cà này với anh. Nè anh ra đây ngồi nè, ngồi về chung cho đây nè. Ngồi chơi giống gia đình được rồi, hoài luôn. Trời, thấy bao nhiêu cái camera chỉ vô kìa. Nhân đây thì Đu Hô cũng tuyên bố với mọi người là cái nước cà hôm nay là Đu Hô sẽ cùng nhau cạnh tranh với bé An đó. Đó, coi như là giống như là bộ phim, giống như trong phim là hay có chương trình tiểu tam rồi này nọ đó. Tôi sẽ hạ gục cô ấy cách lấy lòng mẹ của anh ấy. Mẹ con không có vui vẻ mẹ. Ai nhớ được cái điện như này nữa, chị ra bận dữ lắm. Ủa, tại vì là bội ghê ai vậy trời. Kẹt rồi. Ôi đi chỗ đang làm ăn tiện tiện. Không mà mấy bữa trước mà con qua, lúc mà con đi review mấy chỗ kia là không biết là cái lò lửa này rất là nóng. Ví dụ như mà mẹ ngồi một ngày trời đó mà hả, nó tám nó hắt vô nóng dữ lắm, vừa nóng mà nó rất là vừa hắt luôn á, bởi vì rất là cực khổ luôn á. Thiệt, con mà giống như chúng mà một tờ việc đó là con không để mẹ với anh Đăng bán cái này đâu. Con mua một căn nhà cho hai mẹ con vô ở, con mua lò bi ba và con nướng hết cà chỗ buồn của hả cho mẹ ăn luôn cho vui vẻ. Không có lúc đó là trà dưng nước rót, ở trái này chảy nước rồi nè mẹ. Chính rồi đó hả? Anh không nhắc gì trơn, anh lên ngọn nghe nói chuyện không là Đăng à.
dập cà mẹ nó hết rồi. À, nóng quá. Ủa nóng quá. Cái cây gấp kìa. Lột cà đi em. Thôi không lột đâu, anh lột cà. À chị ăn kìa, chị ăn ra kìa rồi. Nào. Trời ơi, không kìa, có còn cái miếng gì đâu không mà lột cà luôn em, lột cà. Dòng này nữa em đeo cái vòng tới bây giờ mà em chưa có chồng là hiểu. Ủa hôm nay mình làm việc gì mà mình qua đây vậy đúng không? Thích qua vậy đó, mê trai qua được không? Mê trai qua chẳng mua bánh mì tặng cho bố mẹ luôn hả? Chẳng mua bánh mì tặng cho mẹ không, giống như là qua để tri ân khách hàng vậy đó, vui vẻ đó, tặng phiếu may mắn rồi đó. Mẹ ơi, cái này nó chín rồi phải không mẹ? Vậy mà bb tưởng đu hô qua xin gạo chứ. Bữa nay hết gạo rồi đu ơi. Chưa vô tháng 7 đó BB. Không có thèm ăn gạo tới cỡ đó đâu. Mọi người đăng ký đủ kênh nhưng mà trừ kênh BB ra nha mọi người. Một cái kênh là quá nhạt nhẽo luôn nha mọi người. Đưa lại cho đăng. Khóc đi. Khóc đi. Uống nước xong khóc nha. Khóc. Cảm động vô này nọ vô. Nói chung á là cái người đó là rất là thích Đăng. Người ta nói là Kem Đăng là thì dễ thương, đẹp trai nữa. Uống không chưa? Lại giờ ra nó bắt đầu đấy. Là người ta kêu á là qua đây là gửi quà cho Đăng. Đó. Rồi giờ như là nhưng mà người ta muốn giấu tên. Không là bây giờ coi như là gửi tặng cho Đăng một cái bao lì xì trước. Khóc đi. Giấu tên rồi. Đã người ta kêu giấu tên rồi còn đòi hỏi tên nữa. Trời ơi là trời, đâu phải thi người bí ẩn đâu mà cũng đón cái ô số mấy. Nói chung là Thư Hô sẽ trao cái món quà này cho Đăng. Mẹ có trao quà nè mẹ. Mẹ nhìn vô nha. Nhiều bao quá. Em tặng lên cái bộ. Cái gì? Em đưa lên cái bộ. Hùng quá à. Em không bao giờ mà lòn tay kiểu đó. Em đưa ra cái khác. Nhiều bao quá gì. Lấy hồi lấy bậy bạ ra nữa. Đây. Mà đúng cái số tiền không. Cái chai đẹp rồi. Thì nói chung là cái người đó là gửi tặng Đăng một cái bao lì xì vui vẻ. Là coi như là, nhưng mà người ta là giấu tên. Nhưng mà nó thật sự là nếu mà anh có coi cái clip này á thì coi như là em cũng ai cũng đã đến là trao qua cái bao lì xì này cho bạn Đăng đó. Và giống như theo cái ý của anh thì cái anh này bật mí ở Cali nhưng mà nó làm giống tên thì thôi giờ này gửi cho Đăng nha, cái bao lì xì này nhận đi. Góc chú cảm ơn. Đu Hô nhìn đây baby cái Đu Hô. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ cảm ơn tất cả mọi người đó. Đó. 10 phút đó nha. Bất chuyện like đó. Phải vô đơn ký. Và cái thứ hai nữa là ảnh nói là thôi như là thấy là Đăng là bán là cũng phần này nọ thì nói chung là ảnh sẽ mua hết cái phần cà còn lại này. Nên bây giờ Đăng là đếm là còn bao nhiêu thì Đu Hô sẽ lấy hết những cái bọc ở đây. Rồi giờ đếm đi còn bao nhiêu bọc. Thấy không? Thấy gì thế? Mọi người thấy gì được không? Được. Cũng Mạnh Thường Quân gửi chứ tôi có rảnh lắm trời, tôi mê trai chứ tôi có đem mua mấy này làm gì hết trơn. Thì Đu Hô là hôm nay đến để tặng quà cũng như là mua ủng hộ. Có một mình Quân, anh Mạnh Thường Quân gửi tiền về cho Đu Hô để Đu Hô có thể làm từ thiện giúp cho Đăng mua hết số cà cũng như là tặng bao lì xì cho Đăng. Thì video BB cũng đến đây đã dài rồi mọi người ơi. Thì BB sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu mọi người thấy video mình hay, mọi người hãy like, đăng ký kênh để mình có thể làm video hay tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye bye.